进入一级战备状态，加油，特种兵！小特林，还有。Vâng, hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm cái chế độ đua xe bắn súng mới nha. Cái này theo đúng nghĩa là đua xe bắn súng ấy, chứ không phải là bên cái chế độ chơi trong một cái khu vực bé tí xong rồi đua xe bắn súng với nhau vậy đâu. Rất là hấp dẫn nha. Hôm nay mình sẽ chơi với Mây Mây. Ai chấm vào khu Zat Naza này. Trời ơi, nó lại vẽ cái gì trên bản đồ kìa. Vẽ trái tim à? Vẽ trái tim. Ừ. Đâu rồi? Rồi. Đấy, rồi. Ok, fine. Rồi, không vẽ được nữa thì à. Nó chỉ được chừng đấy điểm thôi. Ờ. Ngáo. Giỏi vậy. Ngáo. Cười á, thề. Ôi, thằng kia vẽ lại nhanh như không? Đây. Làm sao giờ? Đó, bay 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 cười thề hiểu. Ừ. Ui thiên nhiên lấy xe chạy. Lấy xe bọc thép kìa, dỗi không bắn vỡ mồm nha, chơi kỳ không có súng. Ui. Trời ơi. Ngon. Bạn lại chạy hộ mình cái. Giỏi quá. Ôi. Ôi, súng gì vậy? Gatling gun. Phải. Gì vậy? Bắn điếu gì vậy? Chưa âm nữa kìa. Dạ. Nó mở cửa sổ bên ngoài này nè. Nó nhảy ra ngoài. Ơ, nó nhảy xuống này. Trời Điếu. Ơi. Bạn lại chạy hộ mình cái. À hi hi. Bên kia nữa. Đồng đội mình đâu hết rồi. Từ từ từ. Thận em. Đội mình lại chết rồi anh. Ui. Boss à. Ui. Bắn mù mắt kìa Minh rồi. Đâu. Bên đường. Nhà vệ sinh. Còn. Ui, bên này. Ui. Ui. Hãi thật. Ai bắn ghê vậy? Em. Con này. Em bắn cái khẩu súng phóng tên lửa ấy á. Em gì? Anh biết là có người khác bắn mà. Trời ơi. Sao thoát khỏi con mắt của anh được? Đi. Đâu. Anh thấy ít đạn đó. Bót ghen. Đi. Chấm loạn xì ngậu hết cả lên. Đau hết cả mắt. Trời. Tất cả cúc cúc khách nha. 350 ở flagan này. Đi flagan á.
cái cục này, cái cục này không phải là cục lên à. Đây cũng được, đúng rồi. Đúng rồi à? Có, là 4 tầng cao nhất. Đấy. Này, ơ đi. Đây 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 đây. Chơi kiểu cục căn. Ồ, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Được. Anh xin lỗi nhá. Chôm không. Chôm. Không. Chôm chôm hết rồi. Không. Làm sao? Chơi cục căn. Mình phải cục căn thì người ta mới sợ mình em hiểu không? Đi em ơi, đi. Ui, khổ ốp à? Không phải. Chết, mình cũng. Ui, xe bọc thép nè, xe bọc thép nè. Ờ. Đẹp không? Đi. Nè, không bắn được. Ủa, được. Được. Có cái gì trên đầu kia? Đâu? Đấy, có cái gì trên đầu của chiếc xe thấy? Nãy anh thấy em lộn lên được mà. Bây giờ em phải đu ra ngoài, em hiểu không? Em phải đu ra ngoài. Đấy, em bắn được kia, đấy, đấy, đấy. Bắn được kia, thấy chưa? Ghê. Phóng cái khẩu này phóng luôn ạ. Đỉnh vậy. Đỉnh không? Hết rồi. Ơ? Hả? Nạp đạn, ấn nút nạp đạn. Hết rồi, tạch 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 rồi. Ấn nút nạp đạn. Em biết rồi nhưng là hết đạn ở trong ấy rồi. Tạch 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 tạch. Ủa. Mình đi sao? Mình có bạn bắn nhau. Ơ, nhìn chưa ai nhặt em ạ. Đồ đạc còn nguyên em ơi. Qua hòm bên kia đi. Ủa, có hai hòm kìa. Ừ. Ui, flare gun kìa. Ok, ok. Let's go. Let's go my friend. Trời, xịn thực sự. Từ đã à? Lâu thế. Để sắp tinh tí. Dám bắn flare gun trước mặt tôi à? Anh sẽ kích hoạt máy bay. Anh không bay đến mà anh sẽ kích hoạt máy bay sẽ đến thả bom. Lúc lúc. Ok. Chắc đứng đây kích hoạt máy bay rồi á. Ui, có máy bay trong bàn kìa. Bye. Mấy cái thằng này cũng rình mò em ạ. Tưởng vãi. Đúng là ở dưới đồi ấy. À, được rồi, được rồi. Đứng đây là được rồi. Anh sẽ kích hoạt máy bay. Hello các bạn. Đây, 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 đây. Úi dồi ôi. Ui nhiều lắm em. Anh knock hết trên đấy rồi. Còn có vài thằng thôi. Lên không? Lên lên lên. Anh kích hoạt máy bay anh hủy diệt gần hết rồi. Ui có thằng bay lên kìa. Bay đi rồi. Cái thằng máy bay anh. Biết thế anh bắn nổ cả máy bay luôn. Nó cứu hết rồi. Đây. Ua. Ôi. Ua. Nóc nhiều vậy. Hình như lia hết luôn em. Có nóc. Không biết, không biết. Chết chết. Đi đừng đi chung với nhau, cả nó bắn một phát rồi nóc cả hai bây giờ. Hình như anh bắn nhiều lắm đấy. Nó cứu lại đây rồi. Dỗi ghê.
anh hiện kêu chưa? Không biết nữa. Đừng để nó thấy em ơi. Ôi ôi, thank you bạn. Ôi, cái gì vậy? Yêu hổ. Bắn xong rồi mà. Cái gì vậy? Đó là bắn xong rồi mà. Xin lỗi. Mình lấy xe mình xuống luôn. Trời ơi. Ui, trực thăng kìa, trực thăng kìa. Bên bên trên kìa em ơi. Bắn em, bắn em. Yếu 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 yếu. Ui. Chết đi. Nó bỏ máy bay rồi kìa. Anh không có scope em ạ. Nãy giờ lúc này anh không có lúc được scope. Có x4 rồi mày. Ở Mỹ sao? Đây đây đây. Anh có lúc lục vào làm gì ta? Đi. Em nó đẩy hai thằng gần em rồi. Phải em, phải em, phải em được thế. Đấy, một thằng bên phải nữa. Tại sao em phải thế? Em không chạy lùi. Để đi cứu em. Ok. Thôi nốt thằng kia đi. Đứng mất rồi, thật luôn. Cái trực thăng của mình nó trộm mất à? Đây vứt dưới này. Mình vứt dưới này mà. Làm tí chết à. Chết kia to, không bay được. Chết này khỏe hơn luôn. Kiểu sinh lý. Ui thính kìa. Ui thính nữa kìa. Mình quay lại chỗ kia mà lấy đồ nữa. À vâng. Mày nghe rõ trả lời. Bố mày xuống đi ạ. Bây giờ chắc nó tập trung bên thính bên kia rồi. Đi, quay lại chỗ kia lấy đồ. Đi. Đi xe. Ui xe dưới này nhiều không? Này anh nhìn đi. Hạ kính. Có người. Dưới. Đây, đây này. Ý giờ, ý trời. Hai ông này làm gì đây? Đáng ông sợ. Nhà đi, nhà đi. À đến lấy cái súng của nó. Súng này là hình như là lại giống COD. Lại giống COD. Nó bảo là không giống COD rồi. Bắn nhau ở trước, bắn nhau khu nhà trước. Đây đây đây, đây. Mình đứng từ xa được em. Đừng 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 làm như vậy, đừng làm như vậy. Đây. Đấy. Mình đứng đây điều khiển máy bay. Nhưng mình sợ. Dùng như nào? Mở máy tính ra. Cho em, mở đâu ạ? Cho em chơi này. Bom này, phần bom. Xong cho máy bay về cái hướng có nó có mũi tên đến đầu này. Cho cái hướng chỉnh vào cái hướng muốn bay. Là như thế nào? Xong ấn nút bắn trước mặt anh này. Ngay trước mặt nhà anh. Đâu vậy? Nó ngay trước mặt nhà anh. Trên đầu em. Trên đầu em có máy bay kìa. Em thả bom rồi sao nó không xuống? Bên cạnh nhà người ấy nhá.
hay là nó bắn mất ra nữa. Em ơi, xử thằng gần đi, xử thằng gần đi. Thằng gần đây này. Rồi, gần chết rồi. Nó bay bay đi em ạ. Vào nhà đi, vào nhà đi. Kinh vãi nổi rồi. Bay mới bay, để anh cũng bay. Anh cũng bay. Xong rồi anh cũng bay. Đấy, bạn bay được, mình cũng bay được. Em hết rồi, sao bây giờ em không thả bom được nhỉ? Em biết không biết. Chết này. Chết này. Còn ai nữa nhỉ? Gặt gió gaming. Còn ai nữa ta? Hết rồi. Trên này hết rồi sao ấy? Còn một thằng mấy anh. Ừ, trên đây hết rồi sao ấy? Bay quay không thấy nữa. Nhưng mà knock thôi nhá. Ồ. Trực thăng mình đâu ta? Đây. Săn nó. Đi. Ủa vãi. Nó ốp sát gần nhà mình à? Sao mình không biết nhỉ? Anh bay bên trên này anh không bắn được. Anh bay bên trên này anh không thấy ai cả nữa. Đây. Đây. Bên này. Nhảy kìa. Bạn ơi, ôi bạn ơi. Rồi, xong. Ôi bạn ơi. Mình căng vậy. Đấy thì bắn em vào lại. Anh làm hết. Mình chưa ăn được em tao. Cái súng này nó làm sao ấy, không biết là nó như nào luôn á. Cái này hình như chắc là bắn xong xong rồi điều khiển theo cái người ta di chuyển. Chắc vậy. Uầy, mai lại làm gì em? Đừng bắn anh. Bắn số 2 nha, mình đứng đi. Đây. À, anh hiểu cái này rồi, anh hiểu cái này rồi. Em, cái này hay lắm. Là mình chỉnh tâm nó muốn đi đâu cũng được. Đây, bắn một phát này. Vào đây, đấy, vào đây, vào đây. Ui, cái này ngon lắm nha. Cái này ngon lắm. Thì ra là cái súng đấy như vậy. Để chơi xong rồi mới biết là nó như nào. Buồn cười ấy. Thôi. Bye mọi người. Ờ, làm thao tác đôi luôn này. Thả tim cái nhẹ này. Trời. Không thả tim anh. Hợp lý thực sự. Anh làm thao tác đôi mà. Anh bắt cả hai đứa đều làm chung với nhau mà. Không. Để thấy. Không thích cả team với anh. Chị đâu? Đi thả team với đứa khác không thả team với anh. Đá cái rồi.